Leaf là kỹ thuật giác mạ vàng trên kiến xuất hiện vào thời đại Victoria 1837-1901 dưới dạng các biển hiệu của các quán rượu ở London. Sau đó, Gold Leaf được phát triển mạnh mẽ ở Chicago, Mỹ. Tháng 1 năm 2019, một nhóm nghệ sĩ thực hành kỹ thuật Gold Leaf đến từ Chicago đã giới thiệu kỹ thuật giác mạ vàng độc đáo này đến các bạn trẻ ở Việt Nam có niềm đam mê với những con chữ và bảng hiệu. Để tạo ra một tác phẩm giác vàng trên kiến đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người làm. Phải trải qua nhiều công đoạn từ phác họa hình dáng, thủy ứng, giác vàng và đánh bóng để tạo được độ sáng đặc trưng của vàng. Nguyễn Hữu Thiện là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam thực hành kỹ thuật Gold Leaf và nhận được sự đánh giá cao của nhiều nghệ nhân thực hiện kỹ thuật này ở nước ngoài. Đầu tiên là mình phải có một cái artwork trước. Đó là phải, chứ mình không nào mình làm thẳng cho nó được. Thì quy trình nó sẽ phụ thuộc vô cái chất liệu mình sử dụng. Ví dụ như là cái chất liệu ở đây tức là cái cách mình sử dụng sơn. Tức là mình có thể làm gọi là thủy ấn, hoặc là mình có sơn solid, hoặc là mình khắc acid. Thì nó sẽ tùy thuộc theo những cái chất liệu mà mình xài. Thì ở đây thì Thiện cho rằng nó không có một cái quy trình nào là cụ thể hết. Thì tùy vô cách ứng biến thôi. Thì nhưng mà cái lớp vàng thì người ta phải đảm bảo là một cái lớp mà ít tác động nhất có thể. Nếu mà một cái quy trình mà đơn giản nhất, một cái quy trình mà cho người mới bắt đầu, thì đầu tiên mình sẽ giác vàng lên. Rồi sau đó mình sử dụng một cái loại sơn đặc biệt để mình giữ lớp vàng đó lại, để mình tạo hình được cái vàng ở trên kiến. Rồi sau đó mình xử lý những cái phần nền sau. Đó là một cái quy trình rất là cơ bản nhất. Thực ra Thiện vẫn đang cố gắng hoàn thành cái skill basic nhất. Tức là mọi người làm giác vàng đều phải biết làm được, đó là giác vàng lên, rồi dùng những cái dầu, những cái chất liệu keo giác khác tạo ra những cái texture khác. Mà khi mà Thiện đã thuần thục những cái kỹ thuật đó rồi, thì Thiện sẽ bắt đầu adapt những cái kỹ thuật đó vào những cái tranh mà mang hơi hướng Việt Nam. Ví dụ như là hoa văn của Việt Nam, hoặc là dùng những chất liệu khác của Việt Nam để làm trên kiến được. Kỹ thuật giác vàng trên kiến là giác ngược, tức là lớp đầu tiên phải là lớp chính xác nhất thì mới tính những lớp sau. Điều này đòi hỏi người làm phải có sự tính toán kỹ lưỡng và tỉ mỉ cho những nét vẽ đầu tiên, bởi đó là lớp mặt khi sản phẩm được hoàn thiện.